Dạ được chị. Rồi, cảm ơn anh nhiều quá. Dạ. Cảm ơn anh. Sao cô khóc? Tôi nói gì á, tôi nghiệp bé này quá rồi anh ơi. Hả? Tôi nghiệp em bé này quá rồi, tại vì con nó nuôi lớn rồi em vợ em không có tiền bởi vì chị bệnh nó bệnh á. Bây giờ Đi sao? làm bình bình Đi dương lên bình Bình thường. Dương được 1 năm 2 năm rồi đó. Mà đi về bệnh này phát hiện là vậy luôn á. Không có điều trị được, không có điều kiện đi thêm, người ta nó đi Bình Dương đi, Là chỉ vậy ngồi không được luôn hả? ngồi không được luôn, đè lên ngồi được mà tay chân nó vậy nè. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chi Tôn của tỉnh An Giang đó cô bác quý anh chị. Và trong một cái khuôn viên hay là trong một cái khuôn viên của bệnh viện đó cô bác quý anh chị. Thì hôm nay thì Bùi Hồ được một cái cô này, cô liên hệ với Bùi Hồ để mà giúp một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Và Bùi Hồ cũng khá là bất ngờ khi mà lại đây. Và như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. À, đây là cái đây đây là cái gì cô? Đốt than, đốt than của người Khmer. Than mình á. Đốt than vậy đó anh. Đốt than để làm gì? Đây mình đang chụp than mình bán nè, nè. Đó là than này đó. Ủ than ha. Ủ than, phải rồi. Vâng. Giờ bà đi móc luôn, không có ai ở nhà nữa, không có biết điện bà bán mấy xài đó nè. Cô là người Khmer hả? Khmer. Nhà. Coi con ghiền lắm, ghiền kênh con hồi tối thấy con giận chứ sang đi mua đồ á. Thấy mặt mấy bà kể cho bà già nghe, bà già nói xin mặt coi mặt này có sao coi, bà già dân tộc xin coi con luôn đó. Nhà cô đâu? Nhà cô còn đưa đi từ chụp bẩn kìa. Cách chừng 2-3 cái. Cô này. Giới thiệu con hoàn cảnh nào đâu? Nè. Ở đây bắt hả? Bắt xin bắt người ta ở luôn đó con. Mà bé trong nhà thì nó quá khổ luôn con ơi. Có trai giữ cũng chết coi nữa mà bé đi làm luôn bây giờ mà không ở nhà con. Nó nằm trong nhà thì một chỗ luôn con ơi nè. Không biết mở đèn nào nữa nè. Con nè. Trời. 4-5 năm mà con ơi. Ừ. Không có điều kiện gì đi coi nữa nè. Tèn gì nó câu người ta về. Nhà không có đất đai gì hết trơn luôn á. Ở nhà cái đất này là của ai? Đất này của người ta xin ta đậu đậu luôn con. Dạ. Cái đất không có gì kìa, bé nằm đó đó. Điều kiện là 4-5 năm để trái. Mà có nhà sàn thì có nước thì không có sao, mà không có nước thì em bị thối chịu nổi luôn nữa. Ừ. Thấy gì đó con. Nên chịu quá bởi cô là sao với lại bé chị này là em người này. Dân luôn, người dân luôn á, mà thấy hoàn cảnh nó quá luôn rồi con. Rồi ở đây lâu chưa ở em... đây lâu rồi, ở đây lâu mà bé này đi cũng đi làm Bình Dương hết mấy năm rồi đó, ăn nghỉ không được luôn, không được con ơi. Dạ nó lên không được mày này vậy đó, nó được gì không luôn đó, ăn ỉa đái một chỗ luôn. Chào em nha, nói chuyện đây con, đây con, nó biết nghe tiếng Việt luôn, đi làm Bình Dương hết 2 năm mấy rồi đó. Mà nói không được luôn, tự nhiên là nói không được, nằm một chỗ vậy luôn con, không có điều kiện đi nữa đó. Sao tự nhiên nói không được con? Không biết sao nữa. Đi về nó bệnh mệt nó nằm gì luôn đó, 4 năm nay tao chỉ đi thành phố mà mẹ đâu được có điều kiện đâu, không có tiền đi luôn đó con. Bởi vì thấy quá, y tính đi mà tên mình. Gì? Tên gì? Không biết tên nó luôn đó. Năm nay là nhiêu tuổi cô? Năm nay nó cũng chắc 10 bữa nó đi làm 18 tuổi, năm nay chắc 2 mấy rồi đó, 4 năm nay rồi đó, 3 năm gì đó. Mà vậy hoài luôn. Là lúc bị là năm bao nhiêu tuổi? Chắc 18 tuổi đó. Đi làm năm nay là 2 mấy tuổi hả? 21, 22, 21 gì đó, 22 gì đó. Hồi mẹ gặp mẹ nó, bà khó khăn đi móc lúa bỏ gì nè. Chắc cho muốn một bó ăn gì đó. Cô nói cái mảnh đất này là của ai? Của người ta mà, của ai? Bà nói không xin ta ở, người ta đậu gì đó. Thác nước lên nè, nước tràn ở đây hết trơn nè. Rồi đi ỉa. Rồi ở đây bao nhiêu năm rồi? Lâu rồi, lâu rồi em. Ở đây lâu rồi hả? Lâu rồi. Bị thấy bàn cảnh này cái nè. Cái chổng này của mẹ hay gì? Của mẹ thôi, sao mẹ ông già, ông ngoại nãy ông ngoại luôn, ông ngoại cũng bệnh nữa nè, không có gì hết trơn. Cô này không nói được luôn hả? Không nói được em luôn. Em này không nói được luôn. Không nói được luôn. Mà đi làm lúc trước là nói được luôn á, đi làm bình thường không có gì hết trơn luôn á. Bây giờ đi sao? Làm bình đi dương, bình dương được 1 năm 2 năm rồi đó. Mà đi về bệnh này phát hiện là vậy luôn á, không có điều trị được, không có điều kiện đi thêm, người ta nó đi Bình Dương đi là chỉ vậy ngồi không được luôn hả? Ngồi không được luôn, đè lên ngồi được mà tay chân nó vậy nè. Đó cô đè lên nữa, đỡ lên nữa được không? Bé cháu mới lon tôi bé cháu. Em là người Khmer, người Khmer luôn mà nó tiếng Việt cũng rành lắm. Thấy không, đè nó một cái là chịu không nổi luôn, tay chân nó bình thường luôn á. Mà ngồi không được. Ngồi không được. Ba nó cha ba đấy, đưa tiền vô là mừng cái tài này này. Cái tài chân nó gung vậy đó. Ôi ôi. Con có cái điều kiện rồi, bị gì hay quá tội luôn rồi nè, thúi chịu không nổi luôn. Thấy nước là nước lên, nó sàn nó chảy nó đợi chứ không có gì là vậy đó. Đá trong gì đó. Rồi để em xuống đi. Tại đi chỉ đi cắt cỏ rồi, thấy ngang thấy tội nghiệp quá. Tính đi làm Bình Dương làm mà có em xuống rồi, con xuống rồi mừng chết luôn á, mời đi chú cúng cho bà dạ, cho giúp đỡ cho bé làm được để ta cho nó dĩ bài luôn đó. Người ăn uống gì sao?
Bởi vì không nó để gặp mẹ chút cái bà khóc quá khóc, bà nó không muốn điều hư cho đâm muốn được cho điều kiện con bà không luôn đó. Đây là vườn của ai nữa? Vườn không? Của cha mẹ nó đó. Rồi đâu ngoại. Cha mẹ cha vườn gì nó cũng tiếp coi. Cha vườn hả? Cũng tiếp coi nữa mà cũng già cũng già nó khổ quá con ơi. Ừ. Con phải có gì? Mẹ ở nhà ha. Mẹ chút đi tới bây giờ nè, qua tới bây giờ đã đi mốc lúa đây bỏ nhỏ nhà vậy nó không biết sao cơm biết sao đó nè. Ồ. Quá luôn con ơi, khó chịu không nổi luôn. Đất này là đất của trong bệnh viện hả? Trong bệnh không chắc bệnh viện gì không biết sao nữa nè. Mau nó cá. Ồ này là mẹ của bé đó. Mẹ của bé đó. Đi đâu về đấy? Đi như là đi bơm nước bơm gì phụ người ta vậy đó, người ta cho làm gì đó. Các con muốn sáng bó được 10.000 ăn nằm một chỗ luôn. Cô đang làm gì đó? Bơm nước. Đi bơm nước. Có muốn chút xíu á. Bơm nước vô muốn. Đồng ở ngoài đồng. Có muốn ở đây nè, trong bệnh viện, đất của bệnh viện đó. Đất nhà hay là đất của người ta? Đất con của bệnh viện á. Ờ, tại sao mình bơm? Bơm mình trồng ra muốn bán á. Cô trồng ra muốn bán hả? Thôi dạ. Cô để đó đi. Dạ. Cô trồng ra muốn bán hả? Cô dạ. Đem. Dạ. Dạ được, cô trồng ra muốn bán. Dạ. Bán ngày được nhiêu? Nhiều khi 50-60 gì đó, nhiều khi được 100. Nhiều khi 50-60, nhiều khi được 100. Dạ. Ờ, cô bước vô đi. Rồi hôm nay cô bán được nhiêu tiền? Trời ơi, xong qua ngày hả anh ơi? Xong qua ngày hả? Dạ, không có dư dả gì trơn á. Nhà này của cô ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Nhiều năm rồi? Cô bật đèn lên rồi. Đi. Ờ, có đèn hả? Dạ. Tại sao cô ở trong bệnh viện này được vậy? Dạ, cái này tại vì đất của dân mình á, rồi anh ta, cái này như là người ta trúng đất cái múc chỗ làm, lấy chỗ làm bệnh viện đó. Ừ. Rồi cái này miệng mình ở thì ở đi. Ừ. Dạ. Giờ đất này ở đậu hay là của mình? Cái này ở đậu thôi, chừng nào trong bệnh viện này người ta cần nó thì mình trả lại. Dạ, mà tại vì chỗ này không, trong bệnh viện này người ta không có cần gì đâu. Ừ, cô qua đó ngồi với lại em đi. À, cô cho con biết là nhà của mình có mấy người? Dạ, có 3 người nha. Ừ. Cô với lại ai? Với con. Con nào bé cái này? Bé này với nhỏ chị, với nhỏ bé gái nhỏ xíu đó nữa. Ờ. À, cô có chồng không? Dạ chồng. Ba nhỏ này đi lúc hồi nó hồi nhỏ lận. Tại vì nó ăn nhậu nhiều quá rồi nó làm em nhiều quá rồi em chịu không nổi rồi em thôi luôn. Lúc hồi nhỏ là lúc nhiêu tuổi? Mới có 2 tuổi rồi nó đi á. Ừ. Tới giờ luôn nó 20 tuổi rồi đó, con gái này. Ừ. Rồi cô có chồng khác không? Dạ có. Có chồng khác rồi hả? Dạ. Chồng khác cô làm gì? Cũng làm đi mần mướn, đi xịt thuốc, xịt này làm kia vậy cho anh ta không đó. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 54 tuổi rồi. Cô là người Khmer luôn? Dạ. Chồng của cô là người Kinh hay người Khmer? Người Khmer luôn. Người Khmer luôn. Dạ. Cô gặp chồng của cô khi nào? 20 năm rồi. Gặp người chồng sao hả? Dạ. Ừ. Hàng ngày thì đi xịt thuốc muốn rồi cho dạ. Ta. Dạ, ông chồng thì đi xịt thuốc muốn của người ta vậy đó. Rồi ừ. Ta kêu rồi đi làm rồi chừng em nó thì nước nó cạn trong hầm này đó, thì chồng rau bán. Thì nước không cạn không có rau bán gì á, cũng đi mần mướn dặm lô nhậu cỏ gì cho người ta vài vậy đó. Ừ. Rồi cô cho biết cái hoàn cảnh của em sao không? Dạ. Bây giờ hoàn cảnh này em này bệnh á, em không có tiền rồi khó khăn quá rồi em không có tiền. Sao phát bệnh? Nó tại vì mà em lúc hồi nó còn nhẹ em hỏi nó rồi nó nói không có cái gì đâu mẹ, nó không có bệnh hoạn gì trơn á. Ừ. Vô cùng rồi cái bừa đầu á em tự nhiên nó sưng cái môi này nè, nói hỏi nhỏ chị. Nói giờ em sao mà sưng cái môi vậy? Nó nói chắc nó nằm rồi nó chung cái giường này. Ừ. Rồi bắt đầu ngày mai nó sưng cái mặt nó vậy nè, rồi em chở đi bệnh viện. Ừ. Rồi nó hết sưng rồi em nó nói chuyện không có được, em không hay nữa. Tự nhiên nói chuyện không được luôn. Dạ. Rồi sao mà lúc trước em đi đứng bình thường không? Đi đứng bình thường. Đi được vậy được đó, đi được vì nó mình hỏi nó còn con mình con sao không, nó nói mẹ không có bệnh gì chứ. Bây giờ em ăn uống gì được không cô? Được. Tại vì nó ăn uống được, em ngồi dở nó lên rồi em đút nó cho nó ăn. Ừ. Ngày ăn được nhiều cơm không? Được tô gì nè. Tại vì em cho nó ăn rồi không có cho dám cho dư.
rồi cho nhiều khi nó cho nó ăn thiếu chút điểm thì được, rồi giấc trưa vậy cho nó ăn này ăn kia vậy đó. Đi khám bác sĩ nói là em bị gì con? Nói bác sĩ nói bây giờ con nhỏ này đó, đi chợ đi thành phố mới được, rồi em nói không có tiền đâu. Rồi lúc ở chợ nằm bệnh viện ở đây á, ta chuyện đi Long Xuyên đó, nói em không có tiền đâu, gục cuộc với mấy người nuôi bệnh trong bệnh viện chung đó, rồi người ta cho người 50, người 100 vậy đó. Có đi thử lần nào chưa? Đi rồi, đi tới Long Xuyên rồi, đi tới Long Xuyên rồi không có tiền rồi, rồi người ta cho được 1 triệu 100. Rồi đi tới đó rồi người ta kêu đông 1 triệu, rồi em cũng đông hơn 1 triệu, rồi còn 100 ngàn đó. Là mình nuôi bệnh nó vài, rồi ở trong đó người ta cho vài vậy đó. Mua này mua kia vậy cho nó ăn, mua đồ cho nó. Vậy là chưa lên thành phố Sài Gòn lần nào? Chưa, tại chị... vì em không có tiền, không em không dám đi. Chỉ mới đi đến Long Xuyên thôi. Dạ. Bác sĩ ở Long Xuyên nói em bị gì? Cô. Nó nói con nhỏ này á, bác sĩ không có nói gì trơn, nó hỏi nó bây giờ nó bệnh sao, nói bác sĩ nói chừng nào đi tới thành phố đó, rồi nhỏ này mới nó trị hết. Hết không? Hết, bác sĩ nói gì đó. Khoảng nhiêu tiền cô biết không? Dạ không. Dạ hả? Dạ. Bác sĩ cũng không nói nữa. Tại vì tôi cũng lúc hồi đi Long Xuyên cũng vậy, tôi hỏi bác sĩ nói đi tới Long Xuyên tốn tiền nhiều không? Bác sĩ nói không đâu, rồi đi tới đó đông hết 1 triệu, rồi tôi cũng không có tiền nữa. Đừng 1 triệu 100 ngàn ta cho trong bệnh viện đó. Dạ. Rồi đông hết 1 triệu, rồi còn có 100 ngàn, rồi ăn uống gì nuôi nó, rồi anh ta cho trong đó, trong bệnh viện người mấy người nuôi bệnh đó, chung anh ta cho 50, 50, 100, 50, 100 vậy đó. Rồi cô với chú là lao động để tự sống qua ngày thôi đúng không? Dạ. Còn em này thì bây giờ đang bị bệnh. Dạ. Còn chị đâu? Chị của em này đâu? Dạ. Chị của em này đâu? Chị của em này đi mần mướn người ta rồi. Đi làm bán bún ở người ta ở chợ đúng ngoài đường lộ. Chồng bỏ luôn hả? Ờ, dạ. Mẹ ơi, mày nuôi luôn nữa, chồng bỏ luôn. Có cháu không? Chị em kia có cháu không? Có một đứa mọc à. Hằng ngày thì làm có gì ăn đó hả? Dạ. Xin cơm bệnh viện hả? Lâu lâu vậy thì em, ông chồng tôi không cho xin. Tại vì ông nói bây giờ mình lao động được nhiêu ăn nhiêu đi, đừng có xin người ta hoài vậy mắc cỡ người ta. Ông nói vậy đó, mình còn sức làm. Dạ. Rồi em bé này nè, nó nói mình đi làm trễ quá rồi nó đói quá rồi nó đi lấy ăn. Ở nhà bởi vì thấy khổ quá chịu không nổi. Vợ chồng có đi làm hả? Dạ. Ờ, thấy khổ ha, tự nhiên hai đi làm về là bị vậy luôn. Dạ. Bị lúc đó là cô phải 18 tuổi không hay sao? Nhỏ này hả? Dạ. Dạ. Rồi về đây là nằm mấy năm rồi cô? 4 năm rồi đó. Là 22 tuổi. 20 à, mới có 2 năm mấy à. Dạ, tại vì nó bệnh nhẹ rồi mình hỏi nó nói đâu có bệnh hoạn gì đâu, nhưng nó mà, đi hoài đi làm hoài mận hoài vậy đó. Hiện nay á là em này không nói chuyện được. Dạ. Không được ngồi được. Ngồi thì được. Như là đè nãy đó. Ừ. Em đi nói, dạ. Gì đó. Cô có ước muốn gì không? Dạ không. Không à. Xong bây giờ xong thay dân chùm mơ cắt để mơ con dân chứ nghe dân xong mà lâu giờ đó là lâu giờ em đó thì khó khăn quá em xin tiền bao gì á chỉ nhỏ này cho nó hết bệnh thôi. Dạ, gia đình em khó khăn lắm quá rồi không có cái gì đâu. Bây giờ con thì thay đến đây á cũng khá là bất ngờ khi gặp cái hoàn cảnh của em, mà cái bệnh của em thì không biết. Để mạnh thường quân ủng hộ thì con sẽ trao cho cô nha. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay thì đến đây thì đại diện gia đình cô An và chị đến đây á, thì cũng gặp hoàn cảnh của mình khó khăn thật sự. Dạ. Nên là nữ là cũng ủng hộ cho mình một số tiền mình sinh sống một thời gian nha. Dạ. Thay mặt gia đình cô An và chị Hà ở Mỹ á, dạ, gửi cho gia đình của mình 1 triệu nha. Dạ. Để mua đồ cho mấy bé nha, cho dạ, cho em. Dạ. Nha. Dạ. Dạ, rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều quá. Dạ. Cảm ơn anh. Sao cô khóc? Tôi nói gì á, tôi nghe bé này quá rồi anh ơi. Hả? Tôi nghe em bé này quá rồi, tại vì con nó nuôi lớn rồi, em vợ em không có tiền nói gì, chị bệnh nó bệnh gì đó. Dạ. Rồi, chúc
bây giờ không biết nói gì hơn á, thì cô bây giờ có tiền này trang trải cuộc sống đỡ đi nha. Dạ. Khi nào mình có đủ tiền á thì mình đi Sài Gòn mình dạ. coi coi em bị gì. Dạ. Nha. Vậy cho dạ. điện số điện thoại cho cháu đi. Dạ, được rồi. Đó. Cô đã có thể đọc số điện thoại của mình lên nhớ không? Dạ, em không có biết xài nó không có gì bởi vì mướn ta kêu ta con đừng nào em cần gì đó rồi em kêu bấm ta bấm dùm bấm dùm luôn này con lát nữa cưng nhé qua chút xíu nữa nhé qua để là thôi để nó đi thôi thì hôm nay đến đây vào dịp buổi trưa này dạ. nói chung là gặp em như thế là một người gái tuổi mới lớn nữa và tự nhiên lại bệnh hoạn như vậy và thành thử là mất luôn cái thanh xuân của mình rồi dạ. Rồi thành thử là chỉ nằm đó thôi giống như người thực vật chứ đó. Vậy đó em coi coi mà nói chuyện bình thường mà đi làm đàng hoàng với cô nữa dạ. Lúc nó còn học hay mặt bụi đi học mặt bụi đi làm cho người ta vậy đó ừ. Rồi được 30-40 ngàn rồi nó chưa có 10 ngàn để đi học thôi ừ. Còn dư nhiêu đó cho mẹ mua gạo. Ồ vậy hả? Dạ lúc nó còn học đó phải vậy đó bởi vậy em nó chết sống với nó đó tôi nghiệp đó lắm mình mới bệnh viện nhiều đó mình bơm nước mình tưới vô đặng đâu muốn lớn mình đắt cái đọt ra bán đó nằm mấy năm nay đó hả dạ cô có ước muốn gì không dạ cô có mong ước gì không tại bây giờ anh có tiền bảo gì đó em mới giúp em đi rồi anh giúp em đi em lấy em bé này đi trị bệnh ừ. Dạ bây giờ nếu mà chị bệnh hết á em cũng mắc ơn anh nhiều dạ em khóc luôn đâu dạ con nhiêu tuổi quên rồi 54 tuổi 54 còn dạ. Chú còn chú 56 ồ hai mặt gia đình của cô tên gì quên rồi Niên Sương dạ hai mặt gia đình cô Niên Sương xin chân thành cảm ơn gia đình cô An và chị Hà đã ủng hộ cho hoàn cảnh của cô dạ rồi chào cô nha dạ. Hẹn gặp lại cô nha dạ.